Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tại bộ phận ít của Trung Quốc, tác giả tiểu thuyết đang than khóc. Sao có thể chứ? Tại sao tôi lại không thể thay đổi được kết cục? Tại sao lại như vậy? Tôi không phải là thần của thế giới đó sao? Mọi người cửu thiên dạ phía ngoài cũng bàn tán về chuyện này. Phi Phi nói, chúng tôi từng hứa nếu hắn ta thay đổi kết cục hàn tư diệt thế giới, có thể giảm bớt hình phạt cho hắn, nhưng hắn thất bại rồi, hắn không thể thay đổi được kết cục, vì vậy chúng tôi suy đoán rằng, cái gọi là tác giả tiểu thuyết không hẳn là thần đã sáng tạo ra thế giới khác, mà vốn vốn dĩ thế giới đó đã tồn tại rồi, còn tác giả tiểu thuyết chẳng qua chỉ là có khả năng ngoại cảm mô tả được sự thật của thế giới khác, rồi viết thành tiểu thuyết mà thôi, Thẩm Trường Quân tiếp lời, cũng chính là nói, tu chân giới kia thật sự tồn tại, chỉ là bị tác giả tiểu thuyết ghi chép lại, rồi trở thành tiểu thuyết, còn linh hồn của chúng ta du hành đến bản thân tương ứng của thế giới đó do sự lệch lạc của các khoảng trống thời gian và không gian đúng trong vũ trụ có thể tồn tại hàng nghìn hàng vạn thời không song song thậm chí có khả năng toàn bộ thời không đều tồn tại chỉ là bị người có khả năng ngoại cảm biết được rồi ghi chép lại mà thôi những người này chính là tác giả hoặc nghệ thuật gia phi phi còn hào hứng nói cũng đồng nghĩa với việc những bộ tiểu thuyết hoặc phim ảnh mà mọi người nhìn thấy hàng ngày có thể là một thế giới thật sự tồn tại cp của mọi người cũng là thật cửu thiên dạ bây giờ mới lên tiếng cũng có thể nói chúng ta muốn thay đổi kết cục hàn tư diệt thế vậy thì sẽ có hai phương án xuyên việt quay về thế giới tu chân đường đường chính chính đánh bại hàn tiêu hoặc là tìm được hàn tiêu ở thế giới hiện đại này tiêu diệt cậu ta vậy thì cậu ta ở thế giới khác cũng sẽ biến mất phi phi gật đầu đáp đúng thế vậy nên hai người phải tìm được thức tỉnh giả có khả năng xuyên đến vũ trụ song song hoặc là tìm thấy hàn tiêu ở thế giới hiện đại tôi kiến nghị thẩm trường quân tiểu thư gia nhập vào bộ môn ít giúp chúng tôi làm việc đổi lại mấy lão gia hỏa bên trên sẽ giúp mấy người giải quyết việc hàn tiêu mấy người cũng có thể có được tình báo mới nhất thẩm trường quân nghe xong kinh ngạc gia nhập bộ môn kế hoạch 10 sao, ý là để tôi làm việc cho quan chức Trung Quốc. Phi Phi đáp, nói chính xác là làm việc cho người dân của Trung Quốc, những năm gần đây có vô số người thức tỉnh tự ý lập đội, tự coi mình là người được trời chọn, muốn chống đối xã hội, nô dịch người chưa thức tỉnh, một mặt kế hoạch ít muốn che giấu sự tồn tại của người thức tỉnh, mặt khác kế hoạch ít muốn lôi kéo những người mới thức tỉnh, cũng chính là cướp người với nhóm chống đối xã hội, Cửu Thiên Dạ liền nói với cô, em không cần quyết định vội đâu, mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện, em có thể suy nghĩ kỹ chuyển cảnh tới vấn tâm tự bảo tháp 9 tầng hàn tiếu tiếu mừng rỡ dung phong cậu ra ngoài rồi cô gấp gáp hỏi sư phụ cậu nói những gì vậy chúng ta làm thế nào mới có thể quay trở về thế giới cũ dung phong ngáp dài một cái quay trở về không phải là một chuyện dễ dàng bệ hạ tôi giúp ngài thích ứng với cuộc sống ở đô thị trước sư phụ nhờ ta chăm sóc cô thế giới này phải đối mặt với thảm họa rồi cô là mấu chốt của tất cả hàn tiếu tiếu không hiểu chạy theo hỏi tại sao lại thảm họa sao tôi lại là mấu chốt sao tôi không hiểu lời sư phụ của cậu thế hắn rốt cuộc là ai ngài ấy là một vị cố nhân của cô vấn tâm hòa thượng đứng trên tanh chín nhìn theo bước chân hai người rời đi a di đà phật bệ hạ hành trình của người mới bắt đầu thôi bên phía cửu thiên dạ hắn dùng dị năng đưa cô trở về nhà dị năng sấm xét tiện thật đó chớp mắt đã về tới nhà rồi cửu thiên dạ nhẹ nhàng thả cô xuống khẽ nhếch môi cười chúng ta bây giờ cũng tính là yêu nhau rồi nhỉ thẩm trường quân đỏ mặt ừ. cửu thiên dạ liền hỏi vậy ngày mai có muốn ra ngoài chơi không được cô thẩm nghĩ đây cũng coi như hẹn hò nhỉ lần đầu tiên hẹn hò lúc này cửu thiên dạ tiến sát lại gần quá trái tim thẩm trường quân đập mạnh anh ấy muốn làm gì vậy đợi đã anh anh ấy không không muốn ở lại qua đêm đó chứ đợi đã có phải nhanh quá rồi không cửu thiên dạ vuốt nhẹ tóc cô ngày mai gặp thẩm trường quân lấy tay che đi sự ngại ngùng ngày ngày mai gặp cô xấu hổ ôm mặt là mình nghĩ nhiều rồi dù sao cũng là dạ dạ ngây thơ của mình sao có thể chủ động như vậy chứ cửu thiên dạ nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngủ ngon rồi hắn dùng dị năng di chuyển về nhà thẩm trường quân lúc này vẫn đơ người ra trái tim cô đập mạnh ôi chủ động quá vội vàng nằm xuống kéo chăn lên che đi sự ngại ngùng vẫn là mình quá ngây thơ rồi thẩm trường quân phấn khích lăn lộn trên giường thoát kiếp độc thân rồi thoát kiếp độc thân rồi thoát kiếp độc thân rồi cô hí hửng cầm điện thoại có nên đăng vòng bạn bè công khai không nhỉ hay là đợi buổi hẹn ngày mai chụp một bức rồi mới đăng lâu lắm rồi không xem điện thoại thẩm trường quân kinh ngạc nhiều tin nhắn chưa đọc vậy vạn diệu thần gọi cho mình nhiều vậy cả nghìn cuộc lần gần nhất là vài phút trước thẩm trường quân đọc mấy tin nhắn được gửi đến thanh mai trúc mã vạn diệu thần của cậu mấy ngày nay đang tìm cậu đấy hai người có chuyện gì vậy chủ tịch hội sinh viên bị nhà trường cắt chức rồi tối nay cậu ta mà dám ngủ lại ở nhà anh sẽ giết cậu ta khóa luận tốt nghiệp của em thông qua rồi chuẩn bị bảo vệ nhé thẩm trường quân khó hiểu sao vạn diệu thần lại đi tìm mình không phải cậu ấy không thích mình sao mình có cần gọi lại cho cậu ta không nói rồi cô lắc lắc đầu thôi chắc chắn cậu ta chỉ là không quen vì đột nhiên mất đi một người bạn thôi. Qua một thời gian là sẽ quen thôi, hơn nữa mình bây giờ đã có bạn trai rồi, vẫn nên chặn cậu ta thì hơn, suy cho cùng thì cũng là người từng thích. Không thể tự lừa mình dối người tiếp tục làm bạn bè nữa, nói lại thì, khóa luận của mình thông qua rồi, sắp tốt nghiệp rồi, thẩm trường quân vui sướng, còn về việc công khai bạn trai. Công bố vào nhóm phòng ký túc xá trước đã, rồi cô nhắn một tin nhắn, chị em ơi, tớ có người yêu rồi, đợi buổi hẹn ngày mai kết thúc thì đăng khoảnh khắc chính thức công khai vừa nhắn xong đoạn chat lập tức bùng nổ cậu thoát kiếp độc thân từ khi nào vậy người yêu cậu là ai là nam khôi trường vạn diệu thần thanh mai trúc mã của cậu đó hả này mau dẫn bạn trai cậu đến gặp chúng tớ bạn trai cậu có đến buổi tiệc tốt nghiệp không thẩm trường quân nghe mà in tai nhức óc không ngoài dự đoán nhóm ký túc xá bùng nổ rồi tối nay bị tra hỏi cả buổi tối rồi chuyển cảnh tới chỗ hồng thước cô thẫn thờ ngồi bên cửa sổ anh đúng là xảo quyệt nhỉ tôi vừa mới phục hồi trí nhớ anh đã bỏ tôi đi rồi muốn tôi đáp lại sự nhớ nhung của anh à vậy thì anh thành công rồi đấy hồng thức chăm chú nhìn nụ hoa tôi thực sự không có cách nào quên anh có điều chỉ có tiếc nuối thì mới nhớ nhung đúng chứ cô chồng nó xuống chậu cây rồi ngước nhìn bầu trời đêm tôi vốn cho rằng khoảng cách của sống và chết là vô tận vậy nên không có cách nào chấp nhận việc người tôi yêu quý rời đi nhưng sau này tôi phát hiện hóa ra nhớ nhung cũng không khó chịu đến vậy quãng đời còn lại cũng không dài đến thế có lẽ chúng ta sẽ lại gặp nhau ở kiếp sau nhanh thôi tại sân bay lúc này người đông nghịt chuyến bay của anh thẩm trường minh và cô vi sinh nhu sắp tới rồi chúng ta nhất định phải giành được bản tin trực tiếp đến rồi đến rồi đến rồi vi sinh nhu và thẩm trường minh cùng nhau đi ra ai cũng bất lực thở dài lần này vừa đi đền vấn tâm bản thân không giúp được gì tại sao tại sao bản thân vẫn chưa thức tỉnh tức quá phóng viên nhao nhao lên phía trước hỏi nghe nói nghe nói hai người cùng nhau đi đền vấn tâm lại còn ở cùng mộ phòng có phải thật không nghe nói cô vi sinh nhu đuổi theo anh thẩm trường minh anh lại không hề thích vi sinh nhu thậm chí còn hết sức kháng cự là thật sao nghe nói hai vị không thực sự yêu nhau mà chỉ đang lăng xê thương mại là sự thật đúng không vi sinh nhu bị chen tới nghẹt thở xin đừng chen chúc làm phiền nhường đường nhường đường đi đừng quay nữa lúc này thẩm trường minh đưa tay chắn trước mặt vi sinh nhu mời các vị tránh đường mấy phóng viên thấy vậy lập tức lùi xa đánh sợ quá vi sinh nhu nhìn thẩm trường minh ngầu quá hắn liền khoác lấy vai cô phóng viên tiếp tục hỏi anh trả lời được không anh có thích cô ấy không hãy kể về câu chuyện của hai người đi rất nhanh tin tức đã phổ khắp mạng xã hội tiểu thuyết phản ánh hiện thực Hình ảnh cặp đôi mới nhất của bá tổng và Đại Minh Tinh tại sân bay. Tin đồn chưa phá đã tự vỡ, tin đồn trước đây Thẩm Trường Minh không hề thích Vi Sinh Nhu, sự tiếp xúc của hai người rất miễn cưỡng. Tối nay đã chụp được ảnh ôm ấp Vi Sinh Nhu trước công chúng ở sân bay, đuổi phóng viên đi, độc đoán bảo vệ vợ. Trong nhà Thẩm Trường Quân đôi mắt thâm quầng, bị bạn bè tra hỏi đến nửa đêm, cô lướt thấy tin Thẩm Trường Minh và Vi Sinh Nhu, anh với Nhu Nhu bị chụp ảnh ở sân bay, anh ấy ôm Nhu Nhu. Đọc đến đây Thẩm Trường Quân lửa giận bừng bừng, ném luôn điện thoại, cầu Trường Minh anh còn mặt mũi nói phải giết dạ dạ, em giết anh trước. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.